nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa, nữ tiểu thuyết gia người Việt đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, quan niệm truyền thống của người phương Đông, phụ nữ chỉ cần lo đảm nhiệm các công việc nội trợ trong gia đình, còn việc tề gia, trị quốc là nhiệm vụ của đấng mày râu. Vì vậy, phụ nữ chỉ cam chịu để làm tròn bổn phận của mình. Thế mà một phụ nữ ở Đà Nẵng, đương thời, đã làm một cuộc cách mệnh có lẽ lớn lao hơn khi công nhiên cắt tóc ngắn, đi xe đạp và ngầu hơn nữa là làm báo và viết văn với bút danh Huỳnh Thị Bảo Hòa. Để hiểu hơn về bà, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Đôi nét về nữ sĩ Huỳnh Thị Thái. Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa sinh năm 1896, tên thật là Huỳnh Thị Thái, người làng Đa Phước, xã Hòa Mỹ, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Cha của bà là võ quan triều Nguyễn, sau tham gia hội Cần Vương Quảng Nam. Với bản tính thông minh, ham học hỏi, lại được giáo dục kỹ lưỡng. Từ nhỏ, bà Huỳnh Thị Thái đã học chữ Hán, chữ quốc ngữ, chữ Pháp và được xem là người phụ nữ tiến bộ nhất địa phương lúc bấy giờ. Đến tuổi trưởng thành, bà Huỳnh Thị Thái kết duyên với ông Vương Khả Lãm. Bà rời làng quê theo chồng về nơi phố thị. Nhà nhiếp ảnh Phụng Ký từng mô tả về dung mạo của bà Huỳnh Thị Bảo Hòa như sau. Nước da trắng mịn, sống mũi thẳng, đôi mắt to sáng, luôn nhìn như xuyên thấu vào người đối diện. Đó là một khuôn mặt toát lên sự thông minh, lanh lẹ và bản lĩnh cao cường. Người phụ nữ thông minh ấy đã sớm tiếp thu tinh thần Duy Tân và tích cực tham gia các hoạt động của phong trào yêu nước lúc bấy giờ. Bà thường đăng đàn diễn thuyết tại hai nơi, công quán Torren, nay là nhà hát Trưng Vương, và hội lạc thiện trên đường Mark Popper, nay là đường Phan Châu Trinh. Trong những buổi nói chuyện này, bà thường đề cập những tiến bộ xã hội, nhất là đối với nữ giới đương thời, khuyên chị em tham gia công tác xã hội, phong trào phụ nữ văn minh, hô hào chị em học quốc ngữ, đọc sách báo. Phụ nữ phải biết tiết kiệm cho gia đình, như dùng bồ hòn thay xà phòng giặt giũ quần áo, dùng bời lời chế ra mực viết. Theo sách đã dẫn, tác giả Đặng Thị Hảo kể chuyện về bà như sau. Năm 1926, nghe tin Phan Châu Trinh mất ở Sài Gòn, bà đã cùng với giới trí thức Đà Nẵng đứng ra tổ chức lễ truy điệu, kêu gọi mọi người đóng góp ngân quỹ xây dựng nhà thờ Phan Tiên Sinh, tọa lạc ở đường Mark Popper, nay là đường Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Khi Đạm Phương đứng ra thành lập nữ công học hội, phụ nữ ba miền hào hứng hưởng ứng. Huỳnh Thị Bảo Hòa được cử làm hội trưởng hội nữ công Đà Nẵng. Bà hoạt động trong hội này đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Thời gian toàn quốc kháng chiến, bà cùng với gia quyến chạy tản cư, sau quay trở về cư ngụ tại Đà Nẵng cho đến khi tạ thế. Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa với phong trào phụ nữ cắt tóc ngắn. Ở Việt Nam, phong trào cắt tóc ngắn bột phát vào khoảng năm 1908, nhưng chỉ dành cho nam giới. Và Quảng Nam là cái nôi phát động phong trào cắt tóc đầu tiên trong cả nước, khởi phát từ quê hương Đại Lộc. Gần 30 năm sau, nam giới ảnh hưởng phong trào Duy Tân, không chỉ thực hiện việc hớt tóc mà còn nhiều mặt khác như lập hội buôn, tổ chức trường dạy chữ quốc ngữ, hô hào trồng quế. Nhưng riêng việc hớt tóc đối với nam giới đã khó khăn như là một cuộc cách mạng, vì từ bao ngàn qua, tổ tiên người Việt thấm nhuần Nho giáo mà Nho giáo thì lại dạy rằng thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương hiếu chi thủy giã, lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu hiếu chi trung giã. Đối với tiền nhân, cái búi tóc sau gáy vốn tiêu biểu cho sự hiếu thảo tuyệt đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, không ai dám đụng đến. Huống hồ đối với nữ giới. Thế mà lúc bấy giờ, nữ giới Quảng Nam, Đà Nẵng đã phát huy phong trào cắt tóc ngắn mà người tiêu biểu đi đầu phong trào là nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa. Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa có bài trả lời phỏng vấn trên báo Phụ Nữ Tân Văn năm 1934 với tựa đề Vì sao tôi cắt tóc? Trong đó, bà lý giải nhiều lợi ích cho giới nữ về sự cắt tóc, về ích lợi, về tinh thần, vệ sinh, vận động và thẩm mỹ. Bà Huỳnh nói đại ý việc cải tạo phụ nữ ta hiện thời không những về quyền lợi, về tri thức mà về hình thức cũng phải quan tâm cải cách. Trong đó có những đoạn bày tỏ ý tưởng mạnh dạn cải cách, canh tân, giải phóng những ràng buộc đối với phụ nữ về sở thích. Bà nói,
Tôi khởi sự cắt tóc từ đầu năm 1933, đến nay đã hơn một năm rồi, nhưng tôi chưa hề có đem sự này ra nghị luận, cổ động lên các báo chí. Vì bản ý của tôi muốn tự khiêm và có ý để cho chị em nữ giới ta có mắt thấy, có tai nghe, có trí phán đoán điều ích lợi phải trái, mà phê bình, mà thi hành, không cần phải ai bàn bạc cho thêm rườm rà nữa. Bà lý giải, cắt tóc ngắn có hai điều ích lợi. Thứ nhất, thực hành một phần hình thức về vấn đề phụ nữ cải cách. Thứ hai, cho được tiện lợi cả về tinh thần và vật chất, hợp pháp vệ sinh và không kém về phương diện mỹ thuật. Việc cải tạo phụ nữ ta hiện nay không những là chuyện về mặt quyền lợi và trí thức mà thôi, song về đường hình thức và vật chất cũng phải quan tâm lắm nữa. Quyền bình đẳng, quyền tham chính tất có ngày phải đạt đến mục đích. Nhưng hiện nay, các quyền ấy vẫn còn đang trong thời kỳ lý tưởng, và các quyền đó mà có thực hành được thì cũng phải nài xin, phải thỉnh cầu. Vì quyền đó ở người, mà người ta có cho thì mới được. Đến như sự cải cách về hình thức đây mới thực là quyền tự do của cá nhân. Ta không phải khó nhọc mà xin ai cho thì mới được. Vì vậy cho nên, không những là một việc cắt tóc ngắn mà thôi, đến như các món thể thao, đi xe đạp và cải cách về phục sức như áo mặc, giày đi. Hiện nay, tôi cũng đang tìm cách sửa đổi cho hợp thời. Bà còn đưa ra lý do. Làm thợ thuyền trong xưởng máy móc, nếu tóc dài vô ý vướng vào máy thì không toàn tính mạng đâu. Tập thể thao, đánh tennis, chơi ping pong, cưỡi xe đạp. Nếu tóc dài lỡ sổ xuống thì làm ngăn trở, ngượng nghịu biết bao. Và hiện thời, phụ nữ các nước văn minh trong thế giới đều để tóc ngắn tất cả. Nay phụ nữ ta lẽ nào còn ngần ngại không dám quả quyết à? Không có can đảm là một việc cải cách rất có ích, rất hợp thời như vậy sao? Tác giả nữ đầu tiên có tiểu thuyết bằng quốc ngữ được xuất bản. Bà không chỉ viết khảo cứu, viết văn mà còn tham gia viết báo. Bà từng là thông tin viên cho tờ Thực nghiệm Dân báo, Hà Nội, đồng thời cộng tác cho nhiều tờ báo khác như Nam Phong, Hà Nội, Tiếng Dân, Huế, Đồng Phát Thời báo, Phụ nữ Tân Văn, Sài Gòn. Một phụ nữ từ nông thôn đã lột xác hoàn toàn khi theo chồng bước ra thành thị. Không chỉ cắt tóc ngắn, đi xe đạp, diễn thuyết kêu gọi phụ nữ tiến bộ mà còn viết văn, làm thơ. Huỳnh Thị Bảo Hòa quả là một người phụ nữ anh hùng mà tác giả Nguyễn An Định trong một bài viết đăng trên trang Văn nghệ Công an online đã phải dùng câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương để ví von. Ví đây đổi phận làm trai được thì sự anh hùng há bấy nhiêu? Năm 1927, tiểu thuyết Tây Phương Mỹ Nhân của bà ra đời, 76 trang, nhà in bảo tồn Sài Gòn. Kể lại câu chuyện có thật xảy ra tại Tam Kỳ, Quảng Nam, nói về mối tình chung thủy của cô gái Pháp lấy chồng Việt. Năm 2001, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sau khi bất ngờ phát hiện bộ tiểu thuyết này ở Thư viện Quốc gia Hà Nội đã viết bài trên tạp chí Văn học khẳng định nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ. Theo thi hào Trương Duy Hy trong cuốn Nữ sĩ Hoàng Thị Bảo Hòa, người phụ nữ viết tiểu thuyết đầu tiên, nhà xuất bản Văn học năm 2003, và Nguyễn Sinh Duy trong Quảng Nam và những vấn đề sử học, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2006. Bà còn là người phụ nữ đầu tiên viết nghiên cứu khảo luận. Đó là cuốn Chiêm Thành Lược Khảo xuất bản năm 1936 với lời đề tựa của chủ bút tạp chí Nam Phong Phạm Quỳnh. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên bằng quốc ngữ viết về dân tộc và đất nước Champa. Về chương tác của bà Huỳnh Thị Bảo Hòa, một số học giả xưa như ông Huỳnh Thúc Kháng, Tản Đà khẳng định bà là người phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ quốc ngữ. Đây cũng là căn cứ đến năm 2003, soạn giả Trương Duy Hy đặt làm tên sách, coi bà Huỳnh Thị Bảo Hòa là nữ tiểu thuyết gia người Việt đầu tiên. Không những vậy, bà còn là một trong những người phụ nữ đầu tiên có tư tưởng tiến bộ, tích cực hoạt động xã hội tiến bộ, viết khảo luận, nghiên cứu tuồng. Ở lĩnh vực nào, bà cũng là người tiên phong và có ảnh hưởng nhất định. Bà Huỳnh Thị Bảo Hòa đã tự tạo cho mình một chân dung hiếm thấy, rất sang trọng và lịch thiệp. Năm 1945, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, bà vẫn tiếp tục hoạt động ở Hội Phụ nữ Đà Nẵng cho đến lúc toàn quốc kháng chiến. Sau thời gian ngắn tản cư, cả ông và bà đều về lại Đà Nẵng sống tại ngôi nhà số 18-20 đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng với con gái út.
Bà mất ngày 8 tháng 5 năm 1982 tại nhà riêng. Hình ảnh nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa đã để lại cho bạn ấn tượng như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!